Hôm nay mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm chơi ukulele ca khúc Này Em Ơi của Tùng sáng tác. Thật âm mình có để kèm ở dưới, các bạn có thể vào đó để xem. Thì rồi cái tất hợp âm là đô, ngăn thứ ba và cuối cùng ở dưới nè. Tiếp theo là mi thứ. Mi thứ bắt đầu từ dây này. Ok. Tiếp theo là pha. Pha là ngăn này với cái này. Tiếp theo là son. Đó. Tất cả hợp âm trong bài đều chỉ có vậy thôi, riêng có một đoạn điệp khúc mình muốn cho nó hay hơn một tí, thành ra mình có để vào đó hợp âm pha thứ. Có nghĩa là FM đó các bạn. Thì cái này, ngăn này và cái này. Ok nha. Này là pha thứ FM nha. Rồi. Thì bài này đánh điệu khá là đơn giản, hoặc là chỉ cần điệu đơn cũng được. Ví dụ. Này em ơi ta ta ta. Gần giống như folk vậy á. Mình đánh thử nha. Này em ơi, trăm năm sau những ưu phiền kia sẽ về đâu? Biết cuộc đời mình phù du lắm em ơi. Một cái rãi, một cái chập, một cái rãi, một cái chập. Đó. Thì nguyên cả bài chỉ có như vậy thôi. Riêng cái đoạn điệp khúc mình chuyển hơi nhiều hợp âm một tí. Đó là vừa rồi nắng gió trong cuộc đời theo thời gian em biết đấy. Có sao đâu em đôi mươi em có thấy. Em có trong tay em với hôm nay. Chuyển qua pha thứ. Chỉ một lần về son. Mà này có biết khi mình cười em dạng người nhiều trông thấy. Trái đất này như khi xưa trong năm quay. Nhưng đến hôm nay vui vì có son đồ. Chỉ cả hai câu đó là chuyển hợp âm nhanh thôi. Có nghĩa là một khuôn nhịp đó nó có hai hợp âm. Mình nhắc lại chỗ đó nha, đó là câu em có trong tay em với hôm nay chỉ một lần. Em có trong tay em với hôm nay chỉ một lần. Ok chưa các bạn? Còn câu thứ hai mình muốn lưu ý là nhưng đến hôm nay vui vì có em trong đời này. Ok chưa? Rồi các bạn tập thử. Nếu như có vấn đề gì chưa hiểu hoặc là cần hướng dẫn thêm thì inbox cho mình hoặc là comment ở dưới YouTube cũng được. Mình sẽ trả lời. Chúc các bạn may mắn lần sau.